Ở đây là mình có nếp nha, mình có 1 kg nếp. Rồi mình vo sạch sẽ xong rồi mình ngâm nha. Mình ngâm 8 tiếng hoặc là ngâm qua đêm. Mình ngâm như thế này một ít muối nha. Xong rồi mình sẽ bỏ vô nồi cơm điện á, mình nấu bình thường nha, mình nấu ít nước thôi. Nấu cho nó vừa chín tới là được rồi. Đừng có để nhão nha. Rồi ở đây mình có đậu xanh nha, mình có nửa ký đậu xanh. Mình cũng ngâm khoảng 3-4 tiếng gì đó cho nó nở mềm ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước sắp sắp như thế này nè. Nước sắp sắp như thế này xong rồi mình sẽ đi nấu sôi lên. Xong rồi mình để lửa nhỏ nấu cho đến khi nó chín thôi nha. Rồi đây là cái phần đậu xanh của mình đã luộc xong rồi nè. Mình vớt ra mình để cho nó ráo một hơi rồi nha. Rồi ở đây mình có nhiều tiêu nha. Cái này chắc khoảng 2 muỗng canh, 2-3 muỗng canh tiêu vậy đó. Cho hạt nêm chai vô nha. Tùy theo mình ăn mặn hay ăn lạt nha. Cái này mình chỉ lấy một ít đậu xanh ra thôi. Mình cho 2 muỗng rưỡi hạt nêm chai, 1 muỗng đường. Mình cho vô một chút xíu bột ngọt nha. Để mình trộn đều lên. Rồi trộn đều xong mình sẽ trộn vô đậu xanh nha. Có thể cho gia vị vô lúc mà mình nấu luôn cũng được nha. Rồi đây là nếp mình nấu bằng nồi cơm điện nè. Đó mình ngâm xong bỏ vô nồi cơm điện mình nấu thôi. Mình bỏ miếng muối vô nấu cho nó vừa ăn nha. Nấu cho nó vừa chín tới lại bỏ sắp sắp nước thôi. Đừng có bỏ nhiều nước nó bị nhão, mình nấu bánh tét nó không có ngon nha. Rồi tiếp theo là mình có lá chuối nha. Lá chuối này mình rửa sạch sẽ xong rồi mình trụng nước sôi nha. Khi mà mình trụng với nước sôi thì nó sẽ ra cái màu trắng như thế này là mủ á. Mà lá chuối rửa cực lắm nha. Rồi mình xếp miếng thứ nhất nè. Xong rồi xếp miếng thứ hai. Xong rồi xếp một miếng nữa vô giữa. Rồi cái miếng giữa này là mình xếp cái mặt đậm lên trên nha. Còn hai miếng này mình xếp cái mặt đậm ở dưới. Rồi mình sẽ cho một lớp nếp ra. Thì mình sẽ cho cái phần nhân lên nha. Sẽ gói thêm một lớp nữa nha.
Rồi giờ mình sẽ bỏ vô nồi mình luộc nó nha. Rồi mình đổ nước ngập lên, luộc với lại lửa lớn vừa. Mình cũng có thể luộc vào khoảng 2 tiếng xong mình tắt lửa, mình đậy nắp đó, xong rồi 2 tiếng nữa mình luộc tiếp. Đó, đây là cái bánh mình luộc xong rồi nè. Mình luộc là một lần thứ nhất đó là 2 tiếng nha, xong mình tắt lửa mình đậy nắp lại. 1 tiếng đồng hồ sau mình luộc tiếp 1 tiếng nữa. Xong rồi mình tắt lửa mình đậy nắp lại để đến khi nó nguội luôn. Đó, nó lên ghê chưa? Mình chỉ cần luộc có 3 tiếng thôi. Mình ngâm 2 tiếng. Trời ơi, cái bánh nó dẻo ngon á mọi người ơi. Không có khác gì cái bánh chưng mặn hết trơn á. Đây. Rất là ngon luôn.